Ông anh từ năm ngoái năm nay mới lên lên chơi thăm thằng em. Con đấy của bác Toàn đấy, bác Toàn thẩm phán đấy. Con này lá đẹp lắm này. Được không anh? Con ruồi này được phết. Duyên đúng không? Chơi nhỏ nhỏ xinh xinh vừa tầm. Để em từ từ em bỏ cái chậu ấy ra. Đỡ đá vào. Em nuôi được phấn cành của nó khó nhỉ, khó sao. Anh muốn xem hàng đồ chơi mẹ thật sự không? Lát nữa em lên xe máy em đèo sang bên này xem. Ừ. Em cho anh cái hàng này không phải ai cũng được nhìn đâu. Ừ. Con điền này. Gì học hỏi gớm. Và em đang hãm vào đấy chứ còn nếu mà em mà cứ nuôi mà em nuôi đất tốt đấy vì cái khay này nó không có lỗ anh ạ, chứ nếu mà em nuôi tốt thì nó phát tốt lắm. Con này nó nhanh, năm điền nó nhanh, điền nó quá nhanh. Quê chính là mới là công phu đấy nhỉ, đúng chung là quê thì nếu mà thương mại thì làm quê không bằng điền đâu. Chơi nó lại có cái còn mình gì? Mình phân ra chơi thì chơi riêng. Cốt đấy còn một cái ngọn là xong. Đây, ngọn lên đây thôi. Và mỗi cái ngọn nữa thôi là xong. Của em mới lên thành ra không lên thì ra quay lại cây nữa. Đấy nhiều. Bao lâu rồi còn gì? Một năm coi như là mấy mùa rồi thì không? Một năm. Những cái chính cái cây của em nó không phải là quá tốc độ nhưng mà nó lại thấy được nhiều biến cây biến nhiều. Kiểu chậm mà chắc ấy. Có độ biến cây. Cây đúng rồi, nuôi cây làm phải biến chứ anh. Nuôi cây mà nó không biến thì không ăn thua. Con đấy tự nhiên đúng không? Nét nó lạ tự nhiên. Em luôn chăm được những cái chậu tàu này đấy, nhờ những cái cây bán cho anh cho có cái chậu ấy cũng không phải là xịn lắm nhưng mà già chậu nhỉ. Vâng. Cổ. Cứ nhặt tích lũy dần anh, đây là em mua chậu em có để sẵn đấy chứ. Ừ. Gặp chậu đẹp mà gặp hợp lý là cứ tích lũy vào đấy. Cái đấy. Cây kiểu gì cho có cái trồng. Vẫn dùng cả đất Nhật à? Có chứ, đất Nhật em dùng nhiều chứ. Chú kỹ thế nhỉ. Anh biết cái con dúa này nó là bao nhiêu đất Nhật không? Thật ra em có con này nhá, em nói nghe nhá, con này em để xỉ than đến đây này. À. Xỉ than em để cao đến đây, đất Nhật chỉ một đoạn này thôi này. Ừ. Con này chắc chơi hết đời. Với cái lượng chậu như thế này, đất nó như thế này thì con này hết đời. Con này năm nay đẹp lắm này. Con này năm nay mà chơi chơi ruồi chơi cái size này nó không phải khổ vặt lá.
Anh em mình sợ nhất mặt lá đúng không? Để cái tầm này nó mà lá lại em để nguyên mãi từ từ Tết đấy. Mà nó cứ nhỏ nhỏ thế đấy. Nó có bị phá lá, nó có phá đâu. Anh có để nguyên đây mà lá nó cứ nó khó rồi. Cái này một người khanh vừa. Một người khanh thì phải người khỏe. Em thì thực tế là em toàn khinh một mình đấy chứ. Chú cứ cho anh em vác từ đây chú vác từ thôi em xin anh. Thôi. Thương cái lưng tí. Thì vai chạy ngay. Hôm nào mà có dịp đi xem, mà có thời gian đi xem tầm trung em dẫn đi xem. Đâu bây giờ cho anh đi xem đi. Bây giờ đi luôn á? Cái mà em bảo ấy. Ok, gần đây đi không? Gần chứ. Bye.